Bà béo gian xảo. Mời chị mua thịt, thịt tươi ngon lắm, mới ra chiều nay luôn đấy chị ạ. À, cắt cho tôi chỗ này nhé, 1 cân nhé. Vâng, đúng 1 cân, 100.000 của chị ạ. À, tôi chỉ có 200.000 thôi. Hình như tờ tiền này là giả cô ơi. Sao thế được? Tiền này ông khách vừa nãy mới trả cho em mà. Chắc ông ta mua thịt của cô để tiêu tờ tiền giả này rồi. Phiền cô đổi tờ khác cho tôi nhé. Lúc đó khách đông, mình không có thời gian kiểm tra. Giờ phải làm sao với tiền giả này đi? Phải nghĩ cách tiêu đồng bạc giả này mới được. Không được, hàng đấy toàn khách trả tiền lẻ. Trả tiền lớn dễ bị để ý lắm. Không được. Ông Quân, ông lão bán xoài mới đến mấy tuần nay. Ông ấy bị... hay là mình chờ đến lúc chập choạng? Xoài này bao nhiêu tiền 1 cân thế bác Quân? Bác cho tôi 2 cân. Không phải trả lại tiền thừa đâu. Không đi ngay, lão mà phát hiện ra thì nguy. Nhưng mà lão bị câm, nếu bị phát hiện cũng chẳng thể hô hoán, cãi cọ gì lên được. Bác thật là có mấy đồng lẻ, đã bảo không phải trả lại tiền thừa rồi mà. Thôi thì tôi nhận. Chào bác nhé. Quái, ông ấy phát hiện ra rồi hay sao mà lại đuổi theo mình thế nhỉ? Phải đi nhanh mới được. Ông định làm gì? Đã mua bán xong rồi, ông đừng hòng. Cái ví của tôi. Tôi xin lỗi, tôi tưởng mình lừa ông ấy như vậy, vậy mà. Bác có thể bán thêm cho tôi 2 cân xoài nữa không ạ? Tôi đưa bác 200.000. Bác trả lại tiền thừa đúng tờ tiền ban nãy tôi đưa cho bác nhé. Chào bác, tôi về. Mình sẽ không để tờ tiền giả này lưu hành nữa. Người khác lừa dối mình không có nghĩa là mình được phép lừa dối lại những người vô tội khác. Người bà kiên cường. Sinh rồi sao? Là trai hay gái thế? Là con trai. Vậy ư cô? Là con trai đấy mẹ ạ. À, tôi rất tiếc khi bé vừa sinh ra đã bị mù bẩm sinh và mắc bệnh teo não. Teo não và mù bẩm sinh ư? Có cách nào chữa trị không cô? Dạ không thưa anh, hiện nay y học chưa tìm ra phương pháp chữa trị, tôi rất tiếc. Trời ơi, cháu tôi. Làm gì mà thằng bé cứ khóc mãi không nín thế nhỉ? Ngoan nào, nín đi bà thương. Sao con không dỗ con mà để nó cứ khóc như thế? Mẹ cứ kệ nó đi, nó khóc chán rồi cũng phải nín thôi. Mẹ không hiểu hai đứa con làm bố làm mẹ kiểu gì nữa. Từ ngày sinh thằng bé ra, bố thì suốt ngày bỏ ra ngoài nhậu nhẹt, mẹ thì bỏ bê không chăm sóc cho nó. Dù nó có thế nào cũng là con của hai đứa mà. Mẹ tưởng con muốn như vậy thật sao?
Con của con mới ra đời đã mắc bệnh hiểm nghèo thế này thì tương lai của nó sau này sẽ ra sao đây? Trời ơi, sao số tôi lại khổ như vậy? Mới sanh ra mà nó đã bỏ con đi đâu thế không biết. Hả? Chúng con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không báo trước. Nhưng cứ nhìn thấy đứa nhỏ mù lòa, bệnh tật là chúng con lại đau đớn không thể làm gì được. Đành gửi nó lại cho mẹ, nhờ mẹ mang đến trại trẻ mồ côi để người ta chăm sóc giùm. Chúng con có tội lớn với thằng bé, nhưng không còn cách nào khác. Chúng con xin mẹ tha thứ. Tội nghiệp cháu của tôi, cháu có làm gì nên tội mà chúng nó lại bỏ cháu mà đi như thế. Bà sẽ không đưa cháu đi đâu hết á. Bà sẽ không bỏ rơi cháu đâu. Bi của bà cũng đến tuổi đi học rồi. Bà sẽ đưa Bi đến trường nha. Đây là sách vở và đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị cho cu Bi. Mong cô giáo giúp đỡ cho cháu. Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ. Tôi rất tiếc vì không thể cho em đang tiếp tục theo học được. Vì khả năng tiếp thu của em rất chậm, không thể theo kịp các bạn khác. Mong bà hiểu và thông cảm. Thầy ơi, xin thầy, thầy làm ơn đi, hãy cho cháu tôi được đi học. Tuy nó không được như người bình thường, nhưng mà nó rất ngoan và nghe lời, chắc chắn sẽ học được mà thầy. Tôi rất tiếc, đây là trường dành cho các em học sinh khuyết tật. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc truyền đạt kiến thức cho các em. Nhưng riêng em Đăng, nhận thức của em thật sự rất chậm thưa bà. Tôi nghĩ việc cho em đi học, bà nên suy nghĩ lại. Tôi xin lỗi hai bà cháu. Tội nghiệp cháu của tôi, cháu bà phải học lấy cái chữ. Dù thế nào, bà cũng không bỏ cuộc đâu. Một đứa trẻ bị mù bẩm sinh và teo não như thế thì học hành làm sao mà được? Kệ chứ, cháu bà vẫn phải học, sau này cần phải tự chăm lo cho cuộc sống nữa. Khổ mấy, bà cũng sẽ cho cháu được đi học. Chào bà. Dạ, chào cô giáo. Bà đang làm gì thế ạ? Hình như cháu thấy bà đến đây được mấy hôm rồi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nghe cô giáo giảng bài và ghi chép lại thôi ạ. Bà muốn đi học sao? Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ xin cô giáo cho tôi đứng ké ở ngoài mỗi buổi học thôi ạ. Nhưng mà... Tôi hứa sẽ đứng xa bọn trẻ, nhất định không làm ảnh hưởng tới các cháu đâu cô. Bi của bà à, bà đã đi học về rồi này. Hôm nay bà lại dạy cho Bi học nha. Dạ. Đây là chữ B, chữ A nè, ghép với nhau thành chữ ba. Bờ A ba. Bờ A ba. Đúng rồi, pin của bà giỏi quá. Cô giáo. Cháu xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của bà với em. Thì ra đây chính là lý do hằng ngày bà đến lớp của cháu nghe giảng à? Tất cả cũng chỉ vì thằng Bi này. Thằng bé khi sinh ra không may bị mù bẩm sinh và mắc bệnh teo não. Ba mẹ nó nhẫn tâm bỏ nó đi, một mình tôi vất vả nuôi nó đến bằng này. Nó năm nay đã 6 tuổi rồi, nhưng mà không được bình thường như những đứa trẻ khác, nên mọi người xa lánh và hắt hủi nó. Tôi cũng chỉ muốn nó được đi học, để sau này vào đời có chút tri thức, để có thể tự lo cho cuộc sống của mình sau này thôi à. Tôi đã dẫn nó đến trung tâm người khuyết tật để đăng ký học,
nhưng trí tuệ của nó kém quá nên không thể theo kịp các bạn. Tôi đành cho nó nghỉ và quyết định tự mình dạy học cho Bi tại nhà. Giờ thì cháu đã hiểu rồi, tại sao ở độ tuổi này bà vẫn còn ham học đến thế. Ở trong hoàn cảnh khó khăn của bà mới rõ, bà thật kiên cường bà ạ. Cô đã đến tận đây thì tôi cũng không dám giấu nữa. Chỉ xin cô hãy để tôi được tiếp tục hằng ngày đến học và giảng dạy lại cho thằng nhỏ. Nó rất đáng thương. Cháu rất hiểu tâm trạng của bà. Thế này bà nha, từ mai cháu sẽ đề xuất với thầy hiệu trưởng cho bà vào trong lớp học cùng các em. Bà sẽ không phải vất vả đứng ngoài nữa. Có được không vậy bà? Cảm ơn các thầy, các cô nhiều lắm. Bi ơi, sau này con lớn phải biết ơn các thầy cô giáo nghe chưa con? Mặt trời của con. Nam, sao con dám một mình ra tận đây vậy? Cắm con suốt ngày cắm đầu vào cái máy vi tính để con trốn ra đây hả? Để mẹ giúp con. Nam, con mau ra ngoài đi, ba mẹ không trách con nữa đâu. Em kể nó đi. Anh nên lắp lại máy tính vào phòng cho con đi, thằng bé còn học nữa chứ. Em đừng thỏa hiệp với nó làm gì. Tí tuổi đầu mà đã nghiện máy vi tính để cắm đầu cho mấy trò điện tử vớ vẩn chứ học hành gì. Nếu vụ tai nạn tai ác kỳ đó không cướp mất đôi chân lành lặn của con thì thằng bé sẽ say mê bóng đá, bóng rổ kìa, thay vì trầm uất trong phòng với cái máy vi tính. Thôi em, anh tính thế này. Chị Lan đồng nghiệp của anh có cô con gái sinh viên năm 2 trường công nghệ, rất ưu tú. Nếu con bé đồng ý chạy kèm cho thằng Nam thì quá tốt rồi. Con đi học trên trường cũng quá sức với nó. Cái chính là mình nhờ con bé cùng học cùng chơi với Nam, lựa lời khuyên nhủ thằng bé kìa. Anh nghĩ phải, có lẽ con bé tế nhị hơn chúng ta. Vậy để anh nhờ chị Lan nha. Chào Nam, hôm nay chúng ta bắt đầu buổi đầu tiên nha. Chị đừng mong thay đổi gì em. Chị đến chỉ để kèm Nam học thôi mà. Bố mẹ thu máy tính của em rồi, thu luôn cả điện thoại di động. Môn gì bây giờ chả cần tìm hiểu thêm tài liệu trên mạng cơ chứ. Không sao, cần gì em có thể dùng máy tính bảng của chị để tra nè. Chị hứa rồi nha. Đúng như cô chú ấy nói, em Nam này nghiện game nặng quá rồi. Nếu giờ mình mắng thì nó sẽ càng chống đối lại thôi. Chị cũng đang chơi game này đó. Em chỉ xem một xíu thôi. Mà chị vừa nói gì chứ? Chị cũng đang chơi game hả? Nói cho em hay, chị học công nghệ thông tin đó nha. Kỹ năng có khi vượt em đó. Em rất thích công nghệ thông tin, và đặc biệt thích tìm hiểu về game. Em sẽ không từ bỏ đâu. Hay đấy, nhưng mà chúng ta sẽ nói về sở thích này sau giờ học nha. Bây giờ chị sẽ kiểm tra lại kiến thức toán của em ở trên lớp nha. Không biết cái Dương có chịu nổi thằng bé ương ngạnh này hay không nữa mình. Chị về nhé, hôm sau chị lại tới. Lúc nãy chị bảo biết về game, thế tài khoản chơi của chị là gì? Thực ra chị chưa có tài khoản, chị thích trò chơi có đảo hoa đào vừa rồi. Em biết ngay chị nói dối để lừa em học mà. Chị thật sự có tìm hiểu mà. Hey Nam, lập tài khoản trò này giúp cho chị nha. Xong, chị ghi tài khoản vào cho nhớ đi. Mà mẹ em bảo chị Dương đỉnh mấy ngoại ngữ liền, lại rành công nghệ thông tin như vậy. Em có thể nhờ chị một việc không? Đương nhiên rồi, em nói đi. Không ngờ vì thằng bé này mà lần đầu tiên mình mở ra ứng dụng chơi game trên máy tính. Em ấy định làm gì nhỉ? Mê game mà còn tìm hiểu cả lịch sử thắng cảnh thì cũng lạ. Em để ý mấy hôm nay rồi, cứ thấy hai đứa nó hí húi cặm cụi vào cái máy tính như thế. Có khi cái Dương không khuyên được thằng Nam mà còn bị thằng con mình tiêm nhiễm cho nghiện game rồi cũng nên. Đúng là gần mực thì đen, thằng Nam tệ quá rồi. Dạ cô chú à, cháu ra ngoài lấy đồ một chút ạ. Sao ba mẹ vào phòng con mà không gõ cửa thế? Một mình không đủ, còn ngủ trên cả chị Dương nữa.
từ nay sẽ không bao giờ có chuyện lắp máy tính trong phòng nữa đâu. Ba, con xin ba đấy. Không có xin xỏ gì hết. Nam, em ra ngoài đi, để chị nha. Cô chú biết cháu là một sinh viên ưu tú, nhưng mà vì cháu lại cắm cúi bên máy tính suốt với em thì cô chú e là... Cháu cũng muốn nói với cô chú về việc này đó ạ. Đây là vé máy bay và giấy mời tham dự cuộc thi công nghệ trẻ tài năng. Em Nam được mời tham dự vòng chung khảo với phần mềm game du lịch Thế giới tươi đẹp. Cái gì cơ? Cháu nói sao? Cuộc thi công nghệ trẻ tài năng, thằng Nam được mời tham dự nè mình. Lúc mới đầu, cháu cũng có ý nghĩ như cô chú là em Nam nghiện game. Nhưng sau đó, cháu mới biết là em đang tìm hiểu và tự học về lập trình game và đồ họa. Nên ngoài giờ học, cháu đã hướng dẫn em và Nam đã học rất nhanh ạ. Với game này của Nam, người chơi sẽ là nhân vật trải nghiệm khám phá nhiều danh lam thắng cảnh trên thế giới. Nó gửi gắm ước mơ của Nam là được tới những miền đất nước tươi đẹp. Không ngờ thằng bé cầm cụi bên máy tính cả thời gian qua là vì việc này ư? Dạ, em tâm sự với cháu, em nhất định phải hoàn thành phần mềm game du lịch kịp thời để tham dự cuộc thi. Bởi em muốn chia sẻ mơ ước của mình đến với mọi người, đặc biệt là những ai thiệt thòi như mình. Cô chú không phải lo lắng gì đâu ạ. Nam giàu nghị lực như vậy, một ngày không xa, em ấy sẽ tự mình đến với thế giới rộng mở khắp năm châu. Vậy mà, cô chú chỉ biết trách và cấm đoán thằng bé. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, cháu mới phải cảm ơn cô chú đã cho cháu cơ hội được gặp cậu bé thú vị này. Nam, vào đây đi em. Lần này em có cả ba mẹ ủng hộ luôn đó. Ba mẹ xin lỗi con. Không, phải là chúc mừng con trai chứ. Chậm một chút thôi. Kìa Thành, sao giờ này mà con còn nằm đọc sách thế? Mẹ hẹn cô Tâm lúc 8 giờ, mình tới gặp cô ấy để bàn chuyện xin việc cho con đấy. Vâng, con biết rồi, để con đọc nốt rồi đi. Trời ạ, chuyện quan trọng như vậy mà con nhìn xem, đã gần 8 giờ rồi còn gì. Từ đây đến nhà cô Tâm chỉ tầm 15 phút chứ mấy, chậm một tí thì có sao đâu hả mẹ? Dù sao thì đúng giờ cũng hơn chứ con, nhanh lên đi. Nhanh lên, không cô Tâm chờ bây giờ. Sao mẹ đi đâu cũng cứ vội vàng thế nhỉ? Con chờ vài phút thì có sao đâu. Cái thằng này, đến muộn thì người chờ sẽ bực đây. Mẹ đừng nguyên tắc quá, cái gì cũng phải thoang thoáng lên thì sống mới thoải mái chứ ạ. Chào hai mẹ con. Thật là ngại quá, hai mẹ con chị hẹn cô 8 giờ, thế mà giờ đã 8 giờ 15 rồi mới tới được. Dạ không sao đâu chị, mời hai mẹ con vào nhà. Mẹ thấy không, đến muộn một chút cô có trách gì đâu, thế mà mẹ cứ dùng cuốn cả lên. Dù cô Tâm không có trách gì cả, nhưng mà dẫu sao cũng không nên sai giờ hẹn con ạ. Mẹ thật là nguyên tắc quá mức, có mỗi chuyện trễ hẹn có vài phút mà mẹ cứ cằn nhằn với con suốt từ sáng tới giờ. Có vài phút đồng hồ thì có sao đâu. Thành ơi, ra ăn sáng nhanh còn đi chứ con. Vâng, con đây. Chắc phải sáng nay con đi phỏng vấn xin việc chỗ công ty của người nhà cô Tâm đấy sao. Nhanh lên đi, còn đi cho kịp giờ nữa chứ. Vâng, vẫn còn sớm mà mẹ, vội gì chứ. Mà con định đi gì tới đó vậy? Từ đây tới đó có chuyến xe buýt, tiện lắm mẹ ạ. Mẹ sao thế ạ? Không sao, chắc do thời tiết nên mẹ hơi chóng mặt một chút. Thôi con ăn nhanh mà đi. Vẫn sớm. Ngồi uống nước một chút, tranh thủ đợi xe buýt luôn. Chị ơi, cho em một cốc trà đá. Chị ơi, em gửi tiền. Ôi trời ơi, mới sáng chú trả chị tờ này thì chị sao có tiền trả lại được. Đợi chị chạy qua kia đổi tiền chút nha. Đây, trả lại tiền thừa cho cậu nè. Tôi phải chạy máy quán mới đổi được đấy. Chị đi lâu thế, em còn phải đi bây giờ. Trời ơi, gớm. Tôi đi mất có mấy phút à. Vội vàng làm gì cho khổ ra. Trời ơi, chỉ mấy phút thôi mà lỡ mất chuyến xe rồi. Đành chờ chuyến sau vậy?
Thật không ra sao hết. Anh ơi, mấy giờ thì có chuyến xe buýt số 32 kế tiếp ạ? 10 phút là có một chuyến thôi chú. Rất tiếc, anh đã đến trễ 5 phút. Sếp nói là không tiếp nữa ạ. Sao cơ ạ? Có 5 phút thôi mà không tiếp nữa là sao? Các anh chỉ làm việc nguyên tắc quá đấy. Người ta cũng phải có lúc nhỡ xe, tắt đường nữa chứ. Mà chậm cả tiếng đã đành, đằng này có 5 phút thôi. Vâng, sếp của chúng tôi có nguyên tắc là nếu người xin việc tới muộn, dù chỉ 1 phút thôi cũng không tiếp đâu. Một người không đúng giờ thì khó có thể trở thành một nhân viên tốt. Anh thông cảm cho. Trời ơi, chỉ có 5 phút mà vụt mất cơ hội tốt như thế. Vâng. Sao ạ? Mẹ cháu. Vâng, cháu về ngay ạ. Anh làm ơn nhanh lên cho tôi cần về nhà gấp. Tôi đang hút dở điếu thuốc, cho tôi xin 1 phút được không? Không 1 phút gì hết, nhanh lên giúp tôi đi. Bác vừa gọi xe cấp cứu rồi, mau đưa mẹ cháu ra xe đi. Bác sĩ ơi, mẹ của cháu sao rồi ạ? Thật may, bà đã được cứu. Chỉ chậm 1 phút thôi là có thể không đảm bảo được an toàn tính mạng của mẹ cậu đâu. May mà cậu đã đưa mẹ tới kịp. Ơn trời, chỉ 1 phút thôi sao? Mẹ uống chút nước cam đi ạ. Mẹ cũng thấy khỏe hơn rồi. May quá là con về kịp. Bác sĩ nói chỉ chậm 1 phút thôi là có thể không cứu được mẹ. Nhà của hai mẹ con thôi, mẹ mà làm sao thì con không sống nổi đâu. Con thấy không, thật là 1 phút quý giá. Thế nên trong cuộc sống chúng ta phải luôn đúng giờ. Bởi chỉ 1 phút thôi cũng có thể làm nên chuyện. Chậm 1 phút cũng có thể lỡ cả một cơ hội tốt. Chậm 1 phút thôi có thể phải đổi cả tính mạng. Thời gian đáng quý lắm, nếu nó vụt mất thì không có cách gì thay đổi được đâu con ạ. Mẹ lại đang muốn nói về thói câu giờ của con phải không ạ? Chứ còn gì nữa, con chưa nhận ra hay sao? Con biết rồi ạ. Lần đầu con nhận ra giá trị của 1 phút. Con sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ dám chậm trễ giờ với ai nữa đâu mẹ ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.